Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Danh tính tiểu tam cặp kè Mỹ Nam người ấy là ai? Bị vợ đánh ghen giữa phố là hot girl Tây, gợi cảm nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngay sau clip đánh ghen của Mỹ Nam người ấy là ai trên phố, dân tình đã nhanh chóng tìm ra gương mặt tiểu tam là một người mẫu trẻ khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Vào tối ngày 20 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện một clip đánh ghen gây xôn xao. Được biết nam chính trong clip đánh ghen này là một gương mặt khá quen thuộc trong làng giải trí Mỹ Nam BVT, từng tham gia chương trình người ấy là ai. Với vị trí đã có chủ, anh còn được biết đến là quản lý cũ của Hoài Lâm và B-Ray, bài bóc phốt của người vợ. Nhìn những hình ảnh trong clip đánh ghen phát tán trên mạng xã hội, ngay sau clip đánh ghen của Mỹ Nam người ấy là ai trên phố, dân tình đã nhanh chóng tìm ra gương mặt tiểu tam là một người mẫu khá trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo như mạng xã hội bóc phốt thì cô gái này là một hot girl khá quen thuộc trên mạng xã hội, có tên Anna M, 24 tuổi, đến từ Ukraine, hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Facebook của Anna M hiện có hơn 53.000 lượt theo dõi, TikTok là 1,4 triệu và một kênh YouTube riêng. Cô đang hoạt động với vai trò là người mẫu, diễn viên tự do. Điều đáng chú ý là bên dưới trang cá nhân, cô để thông tin liên hệ làm việc với quản lý của mình, chính là làm chính trong vụ đánh ghen này là BVT. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.